Còn ngàn con cá bóc luôn hả? Trời ơi, hên cá này bự ghê luôn á. Đã ghê ha. Vậy ta. Về đó. Về đó. Trưa hôm nay thì mình tiếp tục ra ngoài cá anh Tuấn ha, rồi mấy đứa nhỏ với người lớn phụ huynh nè, người ta có đi đưa con đi học, người ta cũng mua về cho em nhỏ, cho con nhỏ chơi nè ha. Đó, cá rất là đa dạng, mấy đứa nó phái chơi cú phiếu trò chơi hơn ha, 2.000 thì trúng con cá. Tại vì nhiều khi mua con cá mấy chục ngàn nó mua không nổi thì nó chơi trò chơi cho dễ, hên xui, đứa nào may mắn thì trúng, còn đứa không may mắn thì không trúng, như bé này nãy đợt trước nó trúng được rồi. Cá nó bắt được 2 con. Bắt con. Đâu từ từ dở từ từ coi. Cá sim. Cá sim kìa, vậy. Yeah. Có gì vậy? Cá chân trâu. Thức ăn cá sim, cá chân trâu. Cá ba đu bự vậy? Cá đó trúng hay là mua vậy? Có 1.000 á. 1.000 hả? 1.000 mà trúng được như đây hả? Hồi nãy phiếu 2.000 hay phiếu 1.000? Còn 1.000 không cho bóc luôn hả? Trời ơi, hên cá này bự ghê luôn á. Đã ghê ha. Này của em hả? Em mua hả? 3.000 con hả? Bói tập không được hả? Bói học bàn á. Mấy đứa bạn ơi, má lấy ra chứ. Đừng cho nó thấy. Lấy rồi, đừng để nó rồi. Đúng rồi vậy? Đúng, ba thằng, ba thằng. Cá ba đuôi, ở phía cá ba đuôi nằm ngoài vậy đó. Cá ba đuôi kìa. Cá ba đầu. Ê, sao nước ở đâu nó xì vậy ta? Về đó. Về đó. Trời ơi. Cái bốn này nè, bốn nữa. Cái đó là chúng gì nữa? Chúng còn cá phướng rồi. Màu xanh là cá phướng hả? Thế sớm thấy gì chừng vậy? Vậy là chật hả? Một cái nằm. Ê, hé hé rồi coi. Ôi, vô chúng đi. Số vô, số vô. Chấm thấy số nào hết trơn vậy? 2 số rồi. 2 số là chặt hả? 1-5 mới trúng hả? Khó ăn quá hả? Cái máy anh Tuấn anh để dòng cái chai này hơi khó thấy một xíu. Kìa Lý Phát đó, ngày nào cũng gặp Lý Phát đó. Lý Phát là mối của anh Tuấn. Có đăng không? Có không? Đăng tí tóc gì? Anh đăng hả? Nó đăng. Ủa vậy hả? Ủa nít tí tóc em nè. Phát, nít tí tóc của em là gì? Anh vô anh coi coi. Nó nói gì vậy? Lý Phát SGM. Lý Phát SGM hả? Không có, không cắt không giống gì luôn. Trời ơi, để lên anh ủng hộ nó coi. Gì bao nhiêu phiếu rồi Lý Phát? Không, 5 cá luôn rồi. Có khi nào chúng 5 con không? Được chơi hả? Nào chúng báo anh nha, anh làm biến là đẳng quá, anh coi cá đi. Có 2 con. Chúng hả? Chúng gì Phát?
Đó, chúng được kìa, phát chúng rồi kìa. Chúng nữa không? Hôm nay nhiêu rồi hả? Nó chơi này chứ chúng quên nó quen rồi, ngày nào nó cũng có chứ. Không sợ. Chúng nó rồi nhắn đậy. Có cá rô phi kìa lấy cá rô phi. Có cá rô phi kìa phát. Chúng ta hợp đó hợp này. Cá rô phi á. Cá rô phi đó. Không lỡ lọt chưa cá rô phi gì nữa. Trời con cá đi sung kìa. Cá rô phi đó nó lọt tay với lọt. Ê ê phát phát mày coi nó sung kìa. Phát. Có mua không? Cá bắt con rô phi. Tép rồi. Cái này. Cho con tép hả? Khuyến mãn con tép. Lấy giờ thì vớt phát. Tép đâu? À mà con tép luôn á. Vớt gì cho hết tép nha. Ừ. Tép mười thì chế tép thấy thương bộ. Về khá họ. Kìa nó con bạch kia con mà mập không kìa. Lấy hết luôn mà. Rồi không ơi. Mấy vớt hết mấy con tép đi. Cầm ơi. Ê chạy nhanh quá. Quay ngồi coi chừng từ mấy cá chứ tép mà không sợ. Tép nó sống dần dần coi. Vớt vớt giùm mấy con tép ra. Nhanh quá. Dính nè. Tụi mày em biết vớt không? Đâu có mấy con tép nó lọt sổ trong đây hoài ha. Trời ơi. Kìa đứng con kìa. Kìa đứng con kìa vợt kìa. Tép đâu không thấy gì chuyện trời. Rồi. 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 Dễ dễ kìa. Ây da. Ây da. Rồi. Rồi xong. Hay hay hay. Đâu không tép đâu bự không? Bự. Thôi. Con tép y chang tàng hình gì á. Con tép tàng hình. Con tép tàng hình hả? Anh không thấy con tép luôn á. Cho con ốc nha. Kìa đó. Ơi. Người ta xin tép bình thường rồi, người ta xin ốc luôn rồi. Tép thì cho với ốc. Thì nô 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 phát anh cứ. Ở đâu mà nước đâu mà vô tép hoài ha. Siêu mà. Cá là mấy cái ruộng đó chứ nè, tao bắt lên nó vô. Cá là cái ruộng hả? Này với sao? Hàng chi đâu ra ăn cá rô. Rô phi á. Rô phi. Cơm. Hàng con cá rô phi về nuôi đó mẹ mình xin cá luôn, cá rô tao với cái xem nuôi đó. Đúng rồi. Rồi con cá. Ờ mua mày nuôi đi. Nào con cá nguồn. Ở mượn nó phát 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 được ba con hả? Ba con về cho con cá gì ăn phát không? Nuôi hả? Vì anh thấy em mua mấy con tép mà đỏ 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 nuôi đẹp hơn á. Tép mà nó đem về nó nuôi trời. Cá coi hả? Có anh ơi. Cá coi nha. Sợ. Nè nè trả em nè phát rồi. Trả về giao mấy bệnh rồi. Cá còi đứng còi à. Thì cá còi. Là con này đẹp. Con gì vậy? Cá Phương. Cá này nuôi đẹp hả? Cá này nuôi ở đâu? Chạy chút nữa kìa. Ai chúng hả? Cá coi là đứng coi hả? Phát chúng rồi phát. Hôm nay em lập hết chích hai con rồi đó phát. Hai hộp luôn rồi đó. Rồi còn gì đây chứ? Đừng làm mà gọi dơ luôn. Dù gì hả? Chúng nó hồng mấy đứa. Chúng nó gì vậy? Ninja hả? Hai hộp. Hai hộp. Cái gì cái gì? Chai đó chai gì vậy? Xịt khuẩn sát khuẩn vậy? Xe lo cho kia mượn. Hai hộp với ba con tép đi chăng kia á. Dạ. Nói kia trước. Nè con. Cá coi mà. Cái phiếu nè. Cái mở nè. Cầm tao lên mua cái coi nè. Dạ. 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 Dạ
lật lên coi nào trúng lấy. Lật lên coi nào trúng lấy. Chơi gì vậy? Chơi rồi. Tiêu vô. Quá trời ốc mừng hồn. Con cá lật đĩa dưới kìa. Đúng. Lật đĩa hả? Con cá lật bụng dưới đâu? Thấy con cá lật bụng dưới đây nè. Tự nhiên đâu có con cá cù phi lào sổ nè, em xin cá cù phi luôn. Nè. Món gì em ăn thịt nó luôn. Nó bự bự á, cái em chiên xù. Vừa đủ là chua. Đâu hai phiếu à? Chú nhân viên màu ai? Ốc mượn hồn. Rồi này vậy? Rồi 8 ngàn. Con đâu có mua. Vậy? Con đâu có mua con cạm hả? Rồi. Vô biết không? Rồi nhắm mắt liền thôi, không chơi tự gì nhưng không ăn hết cá đi thi tôi luôn rồi. Con mấy con mà chú làm gì dữ á? Sợ lên à. Sạo lên đi chú luôn à. Rồi thấy sợ mà. Ủa gì bóp con đó chứ có phướng. Rồi. Nặng ra tím. Rồi lốt. Rồi. Rồi. Đưa anh coi coi, Rồi, có làm dấu không đây? Làm dấu. Cào lên đi. Cào lên chơi với thằng anh luôn. Lựa đại con cho con luôn. Ê, đi. Quy bữa nay hợp lắm ấy Quy. Con này nhiêu chú luôn? 20 con Quy. 3 béo. Đi con nhiêu mà áo rồi đây. Hả? Bỏ nhau. Lấy hết cho ông. Trời nó. Trang của Trang lên Quy. Quy lấy con 10 ngàn hay vậy? Còn 10 ngàn thì lấy 10 ngàn nó cho thiếu 10 ngàn. Bữa nào trả xuống được không sao, lấy con 20 đi. Quen không rồi. Thôi con ngày nào không ra đây. Bởi vậy chú đâu sợ được. Cho mẹ đi cá ba đuôi một em. Cá máy một em. Rồi. Cá dép một em. Đây thì cũng hết nhiêu tiền rồi. Vô. Sinh nó bu nó lửa hết trơn cá của anh rồi. Trời ơi gớt bịch cá rồi kìa nhóc ơi. Nãy mua hết nhiêu rồi? 20 20 ngàn hả? 20 được.
20 được mười mấy con hả? Trời, nguyên bịch gì ở trên, mượn cái bịch bự coi. Nguyên một bịch bự luôn hả? Hay cá mái không hả? Được 3 con cá mái luôn hả?